Đi 412 天. Đầu tiên là cách nói. Ngoài thành Kim Lăng, nguyên văn là Kim Lăng thành ngoài. Kim Lăng thành ngoài. Kim. Kim. Lính. Lính. Thành. Thành. Ngoài. Kim Lăng thành ngoài. Kim Lăng thành ngoài. Kim Lăng thành ngoài. Gặp một khách điếm, trong đó khách điếm là một kiểu nhà nghỉ thời xưa. Khách trạm tiễn. Khách. Khách. Trạm. Trạm. Tiễn. Tiễn. Khách trạm tiễn. Khách trạm tiễn. Khách trạm tiễn. Gặp ở khách điếm ngoài thành Kim Lăng. Xin lính trắng vải khách trạm tiễn. Xin lính trắng vải khách trạm tiễn. Xin lính trắng vải khách trạm tiễn. 5 giờ, gặp ở khách điếm ngoài thành Kim Lăng. 5 điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. 5 điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. 5 điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. Hãy nhắc lại từ đầu đoạn này. Vivi. Wei Wei. Được thôi. Khó. Vậy được. Na xiếng. Na xiếng. 5 giờ, gặp ở khách điếm ngoài thành Kim Lăng. Ú điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. Ú điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. 5 điểm, Kim Lăng thành ngoài khách trạm tiễn. Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vi Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ Vê Vê, nhé ở xào xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lên nó. Chân Thủy, tổng hội ở chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lão quê chủy, trần di xí gì hả? Được, ok. Hảo. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏi, cân sẵn. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow, phá sụ xí nghị thiên xiang liền. Nini, trang bị của muội. Nini, nhớ trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, 今天运气也太好了吧。 Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nghị thiên xiang liền. Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Vệ Vệ Vệ, yếu mêu xin chú PK y bả. Được,
Có thể. Khơi. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ? Là PK cũng đéo đến giải thấu bà. Dây chuyền mà vừa rồi bút rơi coi như vật cá cược. Cá hông bố đeo rồi xiang liền, rồi đủ chủ. Cô thấy thế nào? Mình khám giờ mới nhau. Hóa ra cái mà anh để mắt đến là dây chuyền. Yêu là mình khám sẵn đó sự xiang liền. Có điều đó không phải là trang bị của tôi. Bố cô nà bố sư của trang bị. Vậy tôi đấu một hiệp với cô, nguyên văn là vậy tôi cùng bạn đấu một hiệp. Nào có cân nhỉ lại chú. Anh là bang chủ xếp trong top 10 server này. Nhìn sư bản phú排名 前 10 của bang chủ. Tôi thi với anh thua là cái chắc à? Ô cần ní bì, bì su ý à? Cô có thể bảo Lô Vi 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 đánh thay cho cô mà. Nhi khơi rằng Lô Vi Vi tại thì ní tải à? Nếu mà thua, tôi cho cô nhẫn nghịch thiên hệ pháp thuật. Rồi su là, tôi cái ní phá su xí nghịch thiên chia chữ. Cô dám không? Nghĩ cảm mà. Vi Vi. Uê uê. Được thôi. Khó. Vậy được. Là xíu. 5 giờ, gặp ở khách điếm ngoài thành Kim Lăng. Ú điển. Xin đến chẳng vài cơ trạng diện.